shop.mvchannel.net, shop bán nhạc Liên Quân Refi giá rẻ của thầy Hero Drive. Tham gia ngay vòng quay may mắn để có cơ hội nhận được 9.999 viên kim cương. Nhanh tay đến với shop.mvchannel.net nha mấy em. Chú bán cho hàng con ổi mì cho chú, gì nào ông trúng số trả cho chú. Ủa gì kỳ vậy? Vậy lấy tiền mua chiếc số trả tiền bánh mì cho tôi là được rồi. Dạ con cũng mua chiếc số thiếu luôn. À đù. Đấy mập mày chuẩn bị chưa? Bây giờ ta sẽ tung ra một cước của hàng Long Thập Bát Trưởng nha. Chụp được tao kêu mày làm sư phụ. Trời tưởng gì game là dễ, tao là David the Gap nè con. Các ba thằng giống mày. Rồi tao biết mày đến từ quận Cam thành phố Sài Gòn rồi. Bây giờ tao cho mày biết thế nào là hàng Long Thập Bát Trưởng. Ok ba vô. Mày đá tao chừng mất cái chừng á. Đấy cái thằng mập đừng có xem thường tao nha. Là hàng kêu xe bò. Ê, gì mà như vậy? Trời ơi mày đá gì chết tao rồi. Thằng quỷ mày mày chơi mình mày luôn. Hồi nãy tao đã nói với mày rồi mà. Nếu mà mày đặt ra gió nữa, thích thể hiện thì nhập viện. Nếu mày gọi cái hẹn đường có xin lỗi, 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 xin. Trời, mấy đứa biết bây giờ mấy giờ còn đứng đó mua đồ ăn nữa hả? Hai cái đứa kia. Ủa, ai vậy? Thầy nào làm gì có thầy ở đây? Trời ơi, thầy nào đâu có thầy đâu. Ủa, cái thằng trời làm này không chịu vô lớp đây còn đứng đây làm gì nữa? Thôi, khỏi vô luôn đi. Ai à? Em chỉ xem tình yêu này như một mảnh giấy thôi. Đã chấp vá quá nhiều, không về lạnh lại nữa rồi. Bao năm chỉ... Mấy đứa đang làm cái gì đó hả? Trời ơi, đang chơi game mà đứa nào hỏi hoài vậy? Thầy, sao thầy nằm ở đó vậy? Không ngó tới em, không ngó tới em, không ngó tới em nha, không ngó tới em. Dám lên trên bàn của tôi ngồi chơi game luôn đúng không? Thật là liều lĩnh quá mà. Còn cái đằng này nữa. Ủa em cũng có vô shop của thầy nữa hả mà xương đen? Rồi em quay được gì chưa? Trời em tạo quá trời tài khoản, em quay miễn phí luôn thầy. Em trúng quá trời tướng luôn á. À thì ra em là cái thằng tạo tài khoản miễn phí tên là ma xương đen thui đúng không? Rồi có nạp tiền vô chưa? Dạ rồi em nạp 10.000 vô nhưng mà em quay được 9.999 viên kim cương. Bây giờ em rút tiền đây. Chắc chắn là thằng này nó hack shop của mình rồi. Giờ em đã là vợ người ta. Áo trắng cô dâu cầm hoa, nhà tung tết thanh niên hòa ca, vài ba đứa lê lắc lư theo. Ê cái thằng Enderman này thấy. Sao không chịu về chỗ đi, biết bây giờ là mấy giờ còn nằm ở đây nữa, hét hò cái gì vậy? Cái thằng mất dịch này nó đọc cái gì đây? Thầy BD. Trời đất ơi, sao nó giết cái thầy BD lên đây chi vậy? Thì đâu có bị BD đâu. Đúng là thầy ơi tránh ra. Đứa nào? Wow, thầy đúng là võ công cao cường đó hả? Thầy ơi, em vô đây nè, đừng bắn em nha thầy ơi, em mới đi đá banh vô. Thầy ở đâu với mày ơi? À, thầy ơi, em cũng mới đi đá banh vô chung với nó nè. Từ từ mọi người ơi, từ từ mọi người ơi, còn mình nữa mọi người ơi. Trời ơi, vô tới thầy ơi. Rồi, bây giờ mấy đứa vô đầy đủ hết rồi đúng không? Hello, xin chào mấy đứa đã quay trở lại với thầy và thầy là Hero Cry đây. Rồi, sau khi thầy cho mấy em nghỉ 3-4 ngày để chuẩn bị cho năm học mới thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu năm học mới thôi. Có ai muốn nêu suy nghĩ của mình về năm học này không? Hãy mạnh dạn đưa tay. Đúng rồi, trời ơi, trời ơi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái năm học mới. Thầy ơi, bây giờ chúng ta bắt đầu năm học mới thì chúng ta phải làm gì đó vui vui đi thầy. Hoặc là làm cái gì đó may mắn đi thầy. Để cho năm học này thật là vui vẻ và may mắn. Thầy thấy em có nói đúng không? À, nếu các em đã nói vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm cái gì đó may mắn để làm cho buổi học đầu tiên nha. Để thầy suy nghĩ xem có gì may mắn không nha. À, nói tới may mắn thì chúng ta sẽ có vòng quay may mắn. Mấy em có thích cái này không? Rồi giới thiệu với mấy em, đây là cái máy vòng quay may mắn của chúng ta đây. Thầy biết là trong lớp này có rất là nhiều em chơi Refi nên thầy sẽ cho vòng quay may mắn này liên quan tới Refi nha. Rồi sau đây là những phần quà trong vòng quay may mắn của chúng ta. Đây, các em có thấy hấp dẫn chưa? Có chơi thì có chịu, có chơi sẽ có thưởng nha. Hên xui tùy giờ nhân phẩm của mấy đứa nha, thầy cũng không biết đâu á.
Đây có rất là nhiều đồ hấp dẫn ở đây nè. Cách chơi thì hết sức là đơn giản, là mấy em chỉ cần nhấn vô cái nút màu đỏ này thôi là chúng ta sẽ khởi động được cái máy quay. Thầy sẽ ví dụ cho mấy em xem nha. Nhấn vào cái nút này, đó, cái kim đỏ chỉ về phần quà nào thì phần quà đó sẽ thuộc về mấy em. Vòng quay này sẽ là vòng quay miễn phí với mấy em, nhưng mà mấy mốt họp phụ huynh thầy sẽ tính tiền sau. Thầy ơi, cái vòng quay may mắn gì đâu mà có cái bà Jenny ở trong chổng nữa thầy. Seren here rồi với ông Buddy Bassett nữa. Quay mà trúng mấy người đó là xui cả năm luôn á thầy. Thì bởi vậy thầy mới nói đây là vòng quay may mắn. Xui thì gán chịu chứ biết sao giờ. Trời xẻo. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng quay theo thứ tự từ phải sang trái theo hướng tay của thầy. Là Ripper sẽ là người quay đầu tiên. Dạ, lên này thầy ơi, từ từ. Quay. Rồi Ripper, em chỉ cần bấm vô cái nút này là được rồi. Em muốn bấm kiểu gì thì em bấm nha. Đừng có đập trứng cút vô là được rồi. Dạ, biết rồi thầy. Theo cái kinh nghiệm mười mấy đòi bánh chân của mình á, thì bây giờ mình sẽ dùng cái đầu đi. Ôi trời, vậy rồi chừng nào đó mấy người, đừng có nói là nó quay mười mấy năm như lần trước nữa là mình xỉu luôn á, chứ mình hết thấy đường rồi thì nó quay nhanh như vậy. Ê, cái thằng quỷ này mày lại câu giờ nữa rồi mới úp cái mặt vô, rồi chừng nào mới quay được hả? Mày kéo cái mặt mày lên coi. Ripper hả? Gì? Ai kêu gì? Trời, dính cái đông cái mặt tao luôn rồi mà cái kim nó không chịu dừng mày ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Phần quà của Ripper là một trái bơm. Thấy cũng tội mà, thôi cũng kệ, thầy cũng không biết sao giúp nó được, năm nay nó đen thui rồi mấy em ơi. Rồi bây giờ tới lượt tiếp theo là bạn Zombie. Rồi mọi người hay nói đạo lý. Dạ lần này em lên nha, em nói trước rồi đó, em quay trúng bà Jenny là em nghỉ luôn á, em không đi học đâu á. Cái vòng quay may mắn lần trước em quay trúng bà Jenny là em quế tèo rồi đó. Báo hại bả ngược em chạy 100 mấy chục cây chuối trên giờ, trời ơi cái quần mà không dám quay lại lụm luôn á thầy. Em muốn có một năm học đầy may mắn nên thầy đừng cho em gặp bà Jenny nha. Cái đó còn tùy vào nhân phẩm của em nữa, thầy đâu có nói trước được điều gì đâu. Không lẽ em xui tới vậy? Ai biết đâu được, để em quay thử. Ê, ra kim cương đi trời ơi, ra kim cương, alock bơm keo hay là sub gun gì cũng được á, cái nào cũng được á. Trời ơi, cái nào cũng chịu, đừng ra game đi nha mọi người ơi. Trời ơi, ra cái quần đùa gì vậy, sao lại giống ba đi ba xếp. Lần này lăn quần rồi. Hello everybody, cả lớp. Giờ hôm nay thầy đến đây để giải toán cho bạn Zombie học ngu nhất lớp của chúng ta. Em hãy mau trở về chỗ ngồi đi, nhanh lên. Chạy tới nữa rồi kìa trời, không em muốn học toán nữa thầy ơi. Cái thằng này đi về chỗ ngồi. Em về liền thầy ơi, từ từ thầy ơi. Học thì ngu, bốc cờ u thì giỏi. Bây giờ thầy sẽ giải toán cho em. Toán gì vậy thầy? Đây, nhiệm vụ của em là phải giải được cái bài toán này cho tôi trong vòng 5 phút. Trời, thầy cho em cái bài toán gì 1 cộng 1, rồi. Nó khó gì rồi, cho cái 5 phút rồi xem giải được thầy ơi. Trời ơi, sao bao nhiêu năm cố gắng học hỏi, tìm tòi nghiên cứu, suy nghĩ thì em kết luận là 1 cộng 1 nó sẽ bằng 1. Đúng không thầy? Chắc chắn nó sẽ bằng 1. Cái thằng này nó ngu gì, 1 cộng 1 nó có biết cái mấy. Ê, mình đứng lại chưa? Ê, đứng lại học bài đi, mình chạy đi. Cái thằng Zombie sao nó ngốc nghếch dữ vậy không biết nữa. Bây giờ tới lượt của Mai Xuân Trắng. Lớp trưởng đó, đừng có để làm mất mặt nha. Dạ em biết rồi, trời ơi này đơn giản lắm thầy ơi. Ủa sao em không quay lại bấm nút mà em quay mặt xuống dưới làm chi vậy Mai Xuân Trắng? Em định giở trò tùm bậy tùm bạ gì đúng không? Trời ơi thầy không biết gì hết trơn á, làm gì cũng phải có nghệ thuật hết trơn á. Bây giờ bấm nút cũng phải có nghệ thuật nữa thầy hiểu không? Với lại em mới đi ỉa vô nên bấm vô nó xui lắm thầy. À ra là vậy. Rồi bây giờ em sẽ thảy nha, em sẽ lấy một cục cứt ổ lộn, một cục đá, em thảy vô cái nút đó. Thảy. Ồ hay đó, vậy cũng được nữa hả? Trời ơi, mọi chuyện đến với tay em đều đơn giản hết luôn thầy. Này, để coi quay vậy em có may mắn hơn không nha. Coi phần quà của em là gì nha. Trời ơi, kim cương này ơi, kim cương kìa. Trời ơi, đúng rồi, Mai Xuân Trắng em hay thiệt luôn á. Em trắng mà cái não em nó cũng trắng nữa. Trời ơi, may mắn thiệt á. Rồi, bây giờ số kim cương này sẽ thuộc về em. Chúc mừng em nha. Trời ơi, hên quá trời luôn. Quay vậy là tỷ lệ ra sẽ là 99.99% là sẽ may mắn á thầy. Thầy đừng nói lớn nha, nói lớn là người ta biết á. Nói nhỏ nhỏ thôi thầy. Trời ơi, nó nói vậy mà nó nói nhỏ nhỏ mình nghe rồi.
Bây giờ mình sẽ lên mình thảy giống nó, mình sẽ được may mắn, có khi mình nhận được shot gun nữa đó. Trúng a lóc, bơm keo, kẹo nổ gì cũng được, miễn cái nào may mắn là được rồi thầy ơi. Biết mẹ em kêu thầy cái gì, em có muốn quay không? Nếu muốn quay thì lên đây thầy sẽ cho em quay trước để hồi là hết lượt may mắn đó nha. Dạ có thầy ơi, em lên liền. Trời ơi ngu gì không lên. Ủa em làm gì vậy Bitman, sao em không quay đi mà em làm gì em quay mặt lại nữa rồi. Tôi đá đít em bây giờ á. Trời ơi thầy không biết gì hết trơn á, người thành công luôn có một con đường riêng. Bây giờ em sẽ thảy ngược lại cho thầy coi nè. Em sẽ tạo ra sự đột phá. Để thầy coi em tạo đột phá cái là em phá banh cái máy này. Thầy tin tưởng em đi. Đây, máy này đúng không? 1, 2, 3. Đó, nó là bài đúng sức gió rồi, bây giờ chỉ còn nhận tiền qua. Ủa gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, trúng đầu thầy ơi, chạy ơi, chạy ơi. Thằng heo này, phần quà của em là cây sốt gun này nè, em vừa lóc chưa? Đúng là ngu dốt, cộng nhiệt tình bằng phá hoại mà. Ngày mai em phải đi tưới mấy cây cà tím ở ngoài cổng trường nha chưa? Ê, đúng là quá mệt mỏi với cuộc sống, bây giờ tới lượt của Salam. Dạ, tới liền này ơi. Ê, Salam em làm gì em chọn cái cây ngay chỗ cái chân cốt của thầy vậy? Em đừng làm bậy nha. Ê, từ từ nha, thầy không có giỡn nha, để thầy bước ra chỗ khác. Trời ơi, tôi đang bước ra chỗ khác rồi nè. Trời, đi đâu vậy cháu yêu của ta? Ta trên này nè, con thật là may mắn đó hả? Tới đây. Rồi, kẻ ra đi cũng đã đi ra rồi, bây giờ tới lượt của bạn Brad nha. Quà còn nhiều lắm, mấy em cứ yên tâm đi nha. Quà đâu không thấy, em thấy xuống chứ, tụi này ơi, em lên tới nè. Nhìn cái gì mà nhìn nữa, trời ơi, cái nút bấm đó thì bấm vô đi. Em nhìn thầy lần cuối, để mai mốt thầy đi bán muối thì không còn ai để nhìn. Bấm đi. Dạ, bấm liền. Wow, trời, em quay ra đá quý luôn rồi kìa đó đây. Trời ơi, đừng đổi xì kia nữa không thầy. Em muốn đổi thành một cái xì kia gì đó thật là ngầu, thật là đẹp trai luôn thầy. Được, để thầy đổi cho em nha. Ây da, thật là ngầu và đẹp trai đó hả? Cảm ơn thầy nha, thầy tụi bay thấy đâu có ngầu và đẹp trai không? Y hệt con vịt Donald luôn. Nhìn y hệt thèo mắt ngáo luôn á. Thôi, cái thằng Enderman này người ta ngầu, người ta đẹp trai gì mà dám nói giống vịt Donald hả? Nhìn nó giống như là con vịt bị cúm da cầm hơn á. Rồi cười gì mà cười hoài nè, tới lượt của em nè, Enderman ơi lên đây. Dạ em lên liền nè thầy ơi. Nếu biết ngày mai em lấy chồng, anh về học trợ đi cũng không. Học em cũng đáng lần nè, anh chết cho mình. Trời, cái máy này nó đâu có vịt người yêu của em đâu mà em đá nó thấy ghê vậy Enderman. Đúng là khi Enderman thất tình mà. Oh my god, xuất hiện Siren Hill luôn rồi Enderman ơi. Nếu biết ngày mai em lấy chồng, anh về học võ Lý Tiểu Long, học thêm cú đá của Lâm Quyền, đã chết chồng em. Thằng này còn dám đứng đó nữa hả? Trời ơi, thằng Enderman nó thất tình, nó đá Siren Hill không trượt phát nào luôn. Thanh niên Siren Hill đi chơi không coi ngại gặp Enderman và cái kết. Thôi bây giờ còn đứa cuối cùng mà xương đen, em lên đây luôn đi. Dạ em lên liền thầy ơi. Hacker sao? Đó là đối thủ mà Sương Đen muốn nhắm tới hả? Ê, ta đợi người lâu lắm rồi, hôm nay mới có cơ hội để gặp mặt. Ra đây mau đi. Thì ra là ngươi mà Sương Đen đã triệu hồi ta sao? Nghe tên ngươi đã lâu, hôm nay chúng ta mới có dịp gặp mặt. Để ta xem tài cán của ngươi được bao nhiêu nha. Chắc chắn ngươi là một thằng súc răng nên lúc nào cũng đeo mặt nạ như vậy có đúng không? Hôm nay ta triệu hồi ngươi về đây để giao lưu sức mạnh. Hai cái sức mạnh này mà nhập lại thì thế giới chúng ta sẽ có chuyện mất. Ma Xương Đen và Hacker Amonimus chuẩn bị đụng độ với nhau. Khi hai sức mạnh này kết hợp với nhau, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới Minecraft. Không lằng nhằng nữa, bây giờ ngươi mau sức chiêu đi. Được, nếu ngươi thích thì ta sẽ chiều ngươi.
Khi hai sức mạnh này kết hợp với nhau thì có một lỗ hổng thời gian xuất hiện và đưa tất cả về lúc bắt đầu. Thời gian bắt đầu biến đổi và quay trở lại 2 giờ ngày hôm trước. Hello, xin chào tất cả mấy em đã quay trở lại với channel của thầy. Và thầy là Herocry đây. Thì hôm nay thầy bận công chuyện nên không thể nào dạy cho mấy em được. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một buổi học mới nha. Nhớ nhấn like và nhấn subscribe để ủng hộ cho thầy nha. Cảm ơn tất cả các em. Ủa sao thầy thấy thầy lỗ hổng thời gian đã đưa chúng ta về lúc bắt đầu. Thế giới Minecraft và tất cả mọi người đã được an toàn. Video đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ nhấn like để video này được 10.000 like ủng hộ cho mình nhé.